Kimberly xin mến chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với Minimi Planet Cuộc Sống USA ở Houston, Texas. Hôm nay Kimberly chỉ có những hai nguyên liệu đơn giản như thế này. Đố anh chị và các bạn, Kimberly sẽ vào bếp làm cái món gì ngày hôm nay? Nguyên liệu này là hai cái trứng và cái dầu ô liu. Thì hôm nay Kimberly sẽ làm cái sốt bơ đó. Cái bơ này là mình làm cái sốt bơ để mình ăn với bánh mì đó các bạn. Thì bây giờ Kimberly sẽ dùng hai cái trứng ha, và cái loại dầu ô liu này. Dầu ô liu thì Kimberly dùng là 133 ml ha các bạn ha. Rồi bây giờ Kimberly sẽ dùng hai cái lòng đỏ. Mình sẽ tách ra. Mình chỉ dùng hai cái trồng đỏ thôi, còn cái trồng trắng này mình không có dùng tới. Mình có thể mình để mình chiên mình ăn ha. Và trong cái trồng đỏ này, Kimberly sẽ cho vào chừng một nhúm muối thôi nha các bạn nha. Đừng có cho nhiều quá nó sẽ bị mặn. Rồi Kimberly sẽ cho muối và lòng đỏ trứng, muối và lòng đỏ trứng chung với nhau ha. Thì nếu như mà nhà các bạn nào có cái máy mà mình đánh như thế này á, thì mình dùng thì nó sẽ lẹ hơn. Mình chỉ cần mình gắn nó vào, xong đó mình sau đó mình đánh thôi thì nó lẹ hơn. Nhưng mà hôm nay Kimberly không dùng cái máy này, mà Kimberly dùng bằng cái cây đánh trứng này, để cho những anh chị nào mà ở nhà mình không có cái máy đánh này đó, thì mình có thể mình dùng bằng cái cây đánh bình thường, đánh tay á, để mình đánh cho cái trứng của mình nó bong lên ha. Kimberly sẽ không dùng nó ngày hôm nay và mình dùng cái cây này. Thì các bạn khi đánh nhớ là dùng theo cái chiều kim đồng hồ. Mình đánh một chiều thôi nha. Thì khi mà đánh á, các bạn đánh một chiều kim đồng hồ như thế này ha. Và mình cứ cho dầu vào từ từ thôi. Các bạn đừng có cho vào một lần thì cái lòng đỏ nó sẽ bị dữa đó. Và nó sẽ không có thành bơ. Cho nên các bạn cứ cho vào từ từ. Thì tổng cái số lượng mà Kimberly dùng dầu ô liu ở đây đó là 133 ml, thì khoảng là nửa cup, và thêm nữa là một muỗng canh đó các bạn, là một nửa cup dầu ăn và một muỗng canh. Thì bây giờ Kimberly quậy cho nó đều ha. Mình cứ tiếp tục mình quậy như thế này. Nếu mà các bạn đánh bằng cái máy đó thì nó rất là lẹ, nhưng mà Kimberly muốn làm bằng cái này thì có thể làm theo ở nhà, không có phải dùng máy. Tại vì nhiều khi ở nhà các bạn không có đầy đủ dụng cụ giống như Kimberly ở đây xài đó, thì mình có thể mình dùng tay, hoặc là các bạn dùng đũa cũng được. Mình lấy một bó đũa chừng 3-4 đôi á, các bạn cứ quậy như vậy theo cái chiều kim đồng hồ. Các bạn đừng có quậy nhiều, nhiều hướng quá thì nó sẽ bị dữa trứng đó. Cứ quậy như vậy ha. Sau đó cái Kimberly sẽ cho vào là ở đây là một muỗng canh dầu trước nè, dầu ô liu nha các bạn. Cho dầu vào cái mình cứ quậy đều như vậy nè. Rồi khi mà dầu nó đều á, rồi cái bắt đầu mình cho tiếp vào mình quậy nữa. Không có cái máy á, thì mình quậy bằng tay á các bạn, nó hơi mỏi tay thôi. Nhưng mà cũng không sao, mình cũng sẽ cho ra cái bơ á, rất là ngon. Rồi xong rồi nó đều dầu rồi, Kimberly sẽ cho vào nữa nè. Mỗi lần như vậy mình cứ cho vào khoảng chừng một muỗng canh đó các bạn. Các bạn cứ cho vào từ từ thì cái bơ á nó sẽ mịn. Mà nếu mình cho vào một lúc dầu á thì cái bơ nó sẽ bị dữa, nó sẽ không thành nữa. Nó cứ như vậy mà các bạn cứ quậy ha. Nhớ là quậy một chiều nha. Rồi tiếp theo Kimberly sẽ cho vào một muỗng canh dầu ăn nữa. Mình cứ cho từ từ cái số dầu này vào đến khi nào mà mình hết cái lượng dầu thôi. Nếu mà nhà các bạn ăn nhiều bơ đó thì mình có thể mình nhân đôi cái lượng trứng và dầu. Còn ở nhà Kimberly bữa nay ăn ít nên chỉ làm hai cái lòng đỏ trứng thôi. Và tiếp tục vào nữa.
còn một tí xíu dầu này Kimberly sẽ cho vào hết ha. Rồi các bạn xem cái bơ của mình nó gần được rồi. Thì nếu như mà mình muốn nó nhiều lên nữa đó thì các bạn cứ cho thêm dầu vào thôi. Bây giờ Kimberly muốn cho cái bơ nó nhiều thêm tí xíu nữa, nên Kimberly sẽ cho vào đây là thêm 2 cái muỗng canh dầu ăn nữa. Còn nếu mà các bạn không muốn nhiều thì không có cần phải cho thêm dầu cũng không sao hết. Còn Kimberly muốn cho nó nhiều bơ tí xíu nên Kimberly cho thêm dầu vào. Cứ mình muốn nhiều thì các bạn cứ cho nhiều dầu ăn vào thì nó nhiều. Cứ muốn nhiều bơ thêm thì cứ cho thêm dầu. Mỗi lần cho thêm như vậy là cỡ một muỗng canh dầu á các bạn. Giờ thì bơ của mình sắp được rồi ha. Bây giờ Kimberly sẽ cho vào đây một miếng chanh. Thì miếng chanh nó nhỏ cỡ như đây thôi. Kimberly sẽ dắt vào. Khi mà bơ mình đánh nó đặc rồi đó, các bạn hãy cho chanh vào nha. Nếu mà các bạn muốn ăn bơ ngọt á, thì các bạn cho đường vào. Còn hôm nay Kimberly làm cái bơ này để ăn với bánh mì, nên không có cho bơ bánh mì với pate á, cho nên không có cho đường vào. Cho bơ vào chung với cốt chanh như thế này nè các bạn, cái mùi bơ nó thơm lắm. Và đây là cái bơ mà Kimberly đã đánh nó xong rồi, nó đặt thành bơ nè, các bạn thấy nó thành một cục như thế này. Rồi bây giờ Kimberly sẽ cho tất cả cái số bơ này vào trong cái hũ và mình sẽ bỏ vào tủ lạnh, khi nào mình ăn mình lấy ra mình ăn thôi ha. Bơ rất bóng. Đây, thành phẩm bơ của Kimberly. Sốt bơ đây các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn. Kimberly cảm ơn anh chị và các bạn theo dõi hết cái video này với Kimberly ha. Nếu mà anh chị và các bạn nào thích ăn cái sốt bơ làm tại nhà này và mình đánh bằng cái tay, bằng cái cây đánh trứng bình thường thôi, thì anh chị và các bạn có thể cùng vào bếp để cùng làm cái bơ sốt này ở nhà với Kimberly ha. Kimberly cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều đã theo dõi hết cái video này. Anh chị và các bạn nào yêu thích những cái video Kimberly chia sẻ thì hãy ủng hộ kênh của Kimberly bằng cách là bấm vào cái nút đăng ký kênh đó, cũng như chia sẻ cho bạn bè cùng xem ha. Giờ Kimberly xin thân ái chào tạm biệt và hẹn bạn vào những cái video tới. Kimberly xin mến chúc anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe.